Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Quay nhỏ hồi sinh đẹp hơn xe thùng với một gốc combo hơn 100 triệu. Có thể nói ngoài những cái chiếc rim thần thánh thì những dòng quay nhỏ cũng là một cái dòng chứa nhiều cái cảm xúc tại thị trường Việt Nam. Có rất nhiều bản đồ phục dụng cái nguyên zin cho đến đầy ắp những món đồ chơi. Hôm nay chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng một cái bản đồ với gốc combo 100 triệu về một cái dòng xe quay nhỏ nhé. Dây áo được phối cái tông màu đen bóng cùng với bộ tem thể thao lấy cái tông màu xanh dương làm điểm nhấn. Các bạn đang thấy dù nó khoe dáng ở trong đêm Sài Gòn trước những cái ánh đèn đường yếu ớt nhưng bản đồ cũng vô cùng nổi bật. Cái cơ cấu đã tổng bộ cái đèn trước và phần xi nhan ở dụng những cái món đồ chơi của SinFast sản xuất với ánh sáng trắng giúp cho người điều khiển dễ dàng quan sát hơn. Số ấm này tận dụng dành riêng cho cái chiếc quay nhỏ nên tiện lợi trong quá trình lắp ráp mà không cần phải chỉnh sửa lại cái phần cứng nào ở bên trên xe. Cái chiếc quay hôm nay là một chiếc xe có thêm phần rổ trước nhìn rất là sơ sinh và tạo ra một không gian cho người chủ để những vật dụng cá nhân. Bao tay TBT đơn giản phối cùng gù chung carbon, có combo thần thánh này được rất nhiều cái dòng ghi đông hiện nay hướng tới. Tay thắng tận dụng cái dòng Rainbow Bridge kết hợp cùng với bản lề CC tạo ra một cái điểm nhấn rất sang chảnh cho phần chiếc xe. Nói đôi chút dàn chân thì không hề kém cạnh, đó là sự kết hợp Aero Hell bấm đầu inox kết nối trực tiếp vào con hệ của Rainbow Bridge 4 bit chế xứng, được tinh chỉnh đặt cái phát làm riêng phù hợp với cái xe đĩa là 220. Đi tới ở phần bên đây, chúng ta thấy được cái trợ lực Hollin phiên bản là full đen kẹp sườn. Để bắt cái món đồ chơi này trên cái chiếc quay, ta phải cắt khoét cái phần bửng xe, canh chỉnh cái trợ lực ở bên xe cũng rất là nhiều công đoạn, nên chi phí cũng rất là không hề rẻ chút nào. Cái dàn chân còn có một vài những thay đổi nhỏ, nhưng giúp cho tổng thể chiếc xe nó trở nên khác biệt hơn, bao gồm trong đó như chân chống inox hay là full ox inox. Cái cặp đèn chiếc xe này tận dụng là một cái sẩm đến từ Extreme, một cái dòng đèn dành riêng cho nhầm cào cào nên giá cũng hơi cao. Có thể nói phiên bản này là đỉnh nhất hiện nay cho anh em thích đi bánh căm. Phụ sau không kém cạnh, người chủ đã nâng cấp cặp phụ của Nitin N1 với lò xo xanh liền lạc với cái bộ tem ở phần kiện áo. X4 135, một phiên bản nâng cấp một bộ cánh xi măng rất đẹp. Cái chiếc X4 135 độ hôm nay là một trong những cái phiên bản có màn lột xác vô cùng ngoạn mục khi được nâng cấp rất nhiều chi tiết và những điểm nhấn chính đến từ hiệu của Hollin, cùng với đó là một cái diện mạo bên ngoài rất là mới mẻ khi số cho mình bộ cánh cũng rất là bật với cái tông màu xi măng. Dàn áo của chiếc xe nó được phủ một cái gam màu là xanh xi măng cũng khá nổi bật, kết hợp bộ tem phong cách là I15XR đến từ Mã Lai tạo ra chiếc xe một cái diện mạo mới mẻ hơn cho một cái chiếc X4 135 độ. Cái gam màu này hiện tại cũng rất là ưa chuộng và dễ cũng phối tem đồ chơi. Cái trái đèn SinFast 2 tầng như là đèn pha zin dành cho cái chiếc X4 135, nó có phần bên trong thay vì tận dụng bóng halogen thì hãng SinFast tận dụng cái đèn LED được thiết kế tinh xảo hơn, bố trí thành 2 tầng tách biệt đem được cái sự hiện đại phong cách hơn con xe. Cái dàn chân tận dụng đĩa gaffer ở trước với kích thước là 260 kết hợp cái mâm transpo 8 cây hay của Rainbow logo lớn 2 bên xứng. Những chi tiết này kết hợp với nhau trông không chỉ đẹp mà còn đem đến hiệu năng nó an toàn hơn. Còn đây là hệ thống treo sau cũng đến từ phục Hollin, tích hợp bình dầu rời làm điểm nhấn, lắp đầy khoảng trống dưới gầm xe với chiều cao là 203 dành riêng cho cái dòng lực X4 105 sử dụng nên sẽ không quá cao nhưng cũng không quá lùn đâu nhé. Tạo cái phục có 2 nấc chỉnh nằm ở cái dưới phần dàn chân và bình dầu để cho khách hàng dễ dàng điều chỉnh cái độ đèn họ tốt khi đi 2 hoặc tới nặng hoặc đi 1. Phần yên được thiết kế nó cốc cạnh hơn và êm ái hơn, tạo cảm giác thoải mái cho người ngồi. Sử dụng trên mình một cái bô của Uma Racing, ngoại hình rất giống như cái dòng ống xả nguyên bản để đánh lừa của người xem. Rất nhiều chi tiết nhỏ ở dàn chân chiếc xe này được thay mới bằng ốc kim, điện phân lên cái màu titan xanh tím cũng khá đẹp. Cảm ơn các bạn đã giải thích này, để kiếm tiếp nhớ like, share, subscribe.